Nếu em bình an đó mới là ngày đẹp trời, phim mới của Đài Post, Trương Hàn và Từ Lộ có gì hot? Sáng ngày 4 tháng 3, bộ phim truyền hình Nếu em bình an đó mới là ngày đẹp trời bước vào trạng thái xét duyệt. Một số phương tiện truyền thông đã đưa ra thông tin rằng bộ phim truyền hình này sẽ sớm có mặt trên đài truyền hình Dragon TV và sẽ ra mắt khán giả vào ngày 17 tháng 3. Hiện tại, đài truyền hình Dragon TV đang phát sóng bộ phim Bà Phong Nhãn do Dương Mịch đóng chính. Sau tập cuối của bộ phim, đài truyền hình vệ tinh Rồng Thượng Hải sẽ có khả năng tiếp tục phát sóng Nếu em bình an đó mới là ngày đẹp trời. Bộ phim Nếu em bình an đó mới là ngày đẹp trời do Trương Hàn và Tử Lộ đóng chính cũng được khán giả hâm mộ vô cùng mong đợi, giữ gìn và phát huy nghệ thuật truyền thống. Nếu em bình an đó mới là ngày đẹp trời là bộ phim truyền hình dài tập Trung Quốc, thể loại tình cảm, tâm lý, kể về câu chuyện tình yêu giữa cô gái đầy hoài bão ước mơ Mạc Phi và tổng tài Đường Minh Hiền. Cả hai vô tình gặp nhau, cùng hợp tác làm việc và đưa ra những thiết kế đẹp nhất ra thị trường quốc tế. Nam chính Đường Minh Hiền, Trương Hàn thủ vai, là chủ tịch một tập đoàn, có tính khí hống hách, lạnh lùng và là một người nghiện công việc điển hình. Thế giới của Đường Minh Hiền sẽ luôn là công việc cho đến khi anh gặp nhà thiết kế Mạc Phi, Từ Lộ đảm nhận, vô cùng ương ngạnh. Cô đam mê các sản phẩm truyền thống của nước nhà. Cả hai vô tình gặp nhau trong việc tạo nên những trang phục đẹp, độc đáo để quảng bá ra thế giới. Trong quá trình làm chung, Đường Minh Hiền nảy sinh tình cảm với Mạc Phi, tạo nên chuyện tình đẹp, lãng mạn nhưng cũng không kém phần hài hước của cặp đôi. Tình yêu vừa chớm nở, nhưng vì chỉ hướng của bản thân, họ không muốn thay đổi kế hoạch đã đặt ra từ lâu của mình. Vì vậy, ngày cuối cùng cũng đến, Mạc Phi phải lên đường đến Paris, còn Đường Minh Xuân ở lại Trung Quốc, thực hiện các kế hoạch kinh doanh của mình. Trong khi Đường Minh Hiền bận với những chiến lược mới của công ty chưa thể sắp xếp chuyện tình cảm, thì người yêu cũ của anh quay lại và cản trở tình yêu của họ, khiến bỗng nhiên cả hai trở nên xa cách và chia ly mà không nói được một lời. Mạc Phi đến Paris du học, bỏ lại tình yêu đầu tiên của mình với mụ trùng hiểu lầm. Nhưng tình yêu sẽ không bị gạt sang một bên dễ dàng như vậy. Và khi có cơ hội khởi động một liên doanh thời trang châu Âu, hai người đã hẹn gặp lại với tư cách là đối tác kinh doanh, và có lẽ còn hơn thế nữa. Mặc cho những cản trở, hiểu lầm vẫn liên tiếp xảy ra, nhưng tình yêu của họ trở nên bền chặt hơn theo thời gian. Nội dung chính của bộ phim vẫn là câu chuyện tình yêu giữa nam và nữ chính. Bên cạnh đó là sự ghi nhận, kế thừa và phát huy nghệ thuật theo truyền thống của Trung Quốc. Đây là lý do tại sao Nếu em bình an đó mới là ngày đẹp trời khác với những bộ phim tình cảm lãng mạn khác. Lần này cũng là bộ phim tình cảm, nhưng nhân vật trọng tâm là những người thừa kế và phát huy nghệ thuật truyền thống Trung Quốc. Và họ đều là những người muốn đưa tranh thêu đến khắp nơi trên thế giới. Nếu em bình an đó mới là ngày đẹp trời, Trương Hàn trường án làm tổng tài. Có thể nói, Trương Hàn vào nghề diễn được 10 năm, đã từng có trong tay rất nhiều bộ phim, tuy nhiên để lại ấn tượng nhất vẫn là những vai diễn tổng tài. Vì vậy, lần trở lại này, Trương Hàn vừa khiến khán giả lo lắng vì đóng khuôn vai diễn tổng tài, lại vừa háo hức đón chờ bởi vai diễn tổng tài được xem rằng rất hợp với Mỹ Nam họ Trương. Từ năm 2009, nam diễn viên đã tham gia với dự án đầu tay Vương Sao Băng, tên khác Cùng Ngắm Mưa Sao Băng. Tên tuổi của Trịnh Sảng và Trương Hàn bắt đầu lên như diều gặp gió sau dự án này. Trong làng giải trí Hoa ngữ, cả hai được đánh giá sẽ nổi đình nổi đám sau này. Đến với bộ phim Nếu em bình an đó mới là ngày đẹp trời, anh hy vọng rằng đây sẽ là dự án có sức bật như anh đã từng góp mặt trong những bộ phim trước đây. Và mãi đến năm 2014, khi anh tham gia bộ phim Sam Sam đến rồi và vai Đại Boss Phong Bằng cùng bạn diễn Triệu Lệ Dĩnh và Sam Sam, thì cái tên Trương Hàn một lần nữa vươn xa, trở nên hot hơn bao giờ hết. Tiếp nối thành công của Sam Sam đến rồi năm 2018, Trương Hàn trở lại với dự án Huyền của Ôn Noãn với vai tổng tài Chiếm Nam Huyền có tình yêu chung thủy với cô thư ký Ôn Noãn Trương Quân Ninh. Thành công nối tiếp thành công, chung thủy như các vai diễn mà mình đảm nhận. Năm 2019, Trương Hàn tiếp tục thả thính người hâm mộ với vai tổng tài mặt lạnh Đường Minh Hiền trong dự án Nếu em bình an đó mới là ngày đẹp trời. Bạn diễn của Trương Hàn lần này là Từ Lộ, tiểu hoa đáng nổi tiếng từ Yêu Phải Bạn Trai Chồng Sao Bắt Đẩu. Từ Lộ còn được biết đến tên gọi là Lulu Su, là một nữ diễn viên Trung Quốc. Cô lần đầu tiên được công nhận ở Trung Quốc với vai diễn trong bộ phim truyền hình Impressions in the Palace và quốc tế với bộ phim truyền hình One and a Half Summer. Diễn xuất của cô nàng trong phim thuộc loại tốt, rất được ca ngợi. Vì vậy, lần hợp tác lần này cùng Trương Hàn cũng khiến khán giả mong chờ. Đạo diễn chia sẻ thêm về nữ chính Từ Lộ. Vóc dáng cao ráo, gương mặt xinh xắn, cùng với diễn xuất ngày càng tiến bộ, Từ Lộ có lẽ là cái tên có thể đảm nhận tốt vai nữ chính Mạc Phi trong phim Nếu em bình an đó mới là ngày đẹp trời. Nửa đầu năm 2020, sự việc căng đét gây xôn xao dư luận thời điểm đó và chiếm lĩnh vị trí thứ 5 top tìm kiếm Weibo tối 23 tháng 6 liên quan tới ba nhân vật Hồ Băng Khanh, Từ Lộ và Trương Minh Ân. Suốt khoảng thời gian, cả ba khiến công chúng sốt xình xịch với drama tình cảm chồng chéo. Cụ thể, Trương Minh Ân, Mỹ Nam phim Chỉ Vì Gặp Được Em, bị bắt gặp hẹn hò tại nhà của Hồ Băng Khanh. Cả hai đều có những cử chỉ thân mật làm rộ nghi vấn tình cảm. Tuy nhiên, sau đó nam diễn viên đã lên tiếng phủ nhận. Điều đáng nói, Trương Minh Ân vẫn được cho là đang hẹn hò với Từ Lộ, diễn viên Trần Hoàng Truyện, tạo nên cuộc tình tay ba căng thẳng.
Chưa dừng lại ở đó, paparazzi lại tung thêm bằng chứng. Trương Minh Ân xuất hiện đáng ngờ tại nhà của Hồ Băng Khanh. Cặp đôi bị chỉ trích và lên án trên mạng xã hội. Bộ phim còn có sự góp mặt của nhiều diễn viên nổi bật trong làng điện ảnh Hoa ngữ khác như Phương Thủy Tử, Mỹ Nam Diên Hy Công Lược, Hồng Nhiêu. Công chúng ngán ngẩm tổng tài Trương Hàn nhưng vẫn hóng phim từng ngày. Trước khi ra mắt, bộ phim đã vấp phải rất nhiều ý kiến trái chiều từ phía khán giả. Trong đó, xu hướng bình luận có chiều hướng ngày càng xấu đi sau khi đoàn phim công bố Trương Hàn tiếp tục vào vai tổng tài. Thứ nhất, cốt truyện của Nếu Em Bình An đó là Ngày Đẹp Trời, không có gì mới mẻ. Phim được cho là nhiều điểm gần giống với Hạnh Phúc Trong Tầm Tay, Địch Đại Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du đóng chính. Thứ hai, khán giả cho rằng Trương Hàn đang đi vào lối mòn và tự đóng khung mình trong một kiểu nhân vật thiếu đột phá. Khi mà anh tiếp tục đóng vai tổng tài sau khi nổi tiếng với Cùng Ngắm Mưa Sao Băng, và trong 10 năm đóng phim, anh liên tục thủ vai giám đốc, chủ tịch lạnh lùng, quyền thế trong các bộ phim như Sam Sam Đến Rồi, Huy Của Ôn Noãn, Truy Kỳ Ông Trung. Thứ ba, vì Trương Hàn giữ mãi một hình tượng anh giám đốc bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền và luôn tỏ vẻ lạnh lùng nhưng thật ra là một người đàn ông si tình khiến khán giả ngao ngán. Có lẽ anh ấy chưa chán việc đóng giám đốc nhưng khán giả đã quá chán xem rồi. Thứ tư, nội dung phim Nếu Em Bình An đó là Ngày Đẹp Trời cũng bị chê là lặp lại quá nhiều ở các bộ phim hiện đại như Thế Giới Nợ Tôi Mối Tình Đầu hay Hạnh Phúc Trong Tầm Tay. Ngoài ra, chính Vương Tử Minh là đạo diễn cho bộ phim truyền hình này. Trong số những tác phẩm được đạo diễn này ghi nhận trên Douban, tỷ suất người xem rất tốt. Quang Trung Siêu nhận được đánh giá của khán giả là 9,2 điểm, To Me cũng nhận được 8,6 điểm và Flower in Love nhận được 7,3 điểm. Danh tiếng cao trong các tác phẩm trước đây của đạo diễn khiến khán giả hoàn toàn yên tâm về chất lượng của Nếu Em Bình An Đó Là Ngày Đẹp Trời. Nếu Em Bình An Đó Là Ngày Đẹp Trời có tên tiếng Anh là I Love Story, You Are The Greatest Happiness Of My Life, thuộc thể loại tình cảm, lãng mạn. Bộ phim có 46 tập sẽ phát sóng trên đài Dragon TV vào ngày 17 tháng 3 năm 2021 với sự tham gia của Trương Hàn, Từ Lộ.